trọng. Và tin tin chắc rằng đêm nay các bạn sẽ tỏa sáng. Dạ. Ngày hôm nay cảm ơn Hồ Tình rất là nhiều. Khánh Tân đi. Cho một câu nữa đi. Biết sao mà mời con. Quá lần này nhưng mà cảm ơn cái sự hôn hào của các bạn. Nhưng mà Vân nè, anh nghĩ là cũng nên cho các bạn thêm một lời khuyên. Tại vì qua hai phần thi rồi, chỉ có một phần thi cuối cùng là nhà hội nữa thôi. Thì các bạn đang chuẩn bị bên trong. Nhưng hai phần thi vừa rồi thì có giống như là Tình nói, có những bạn còn chưa đủ tự tin lắm. Bây giờ mình chỉ luôn cho các bạn những cái tips nào đó để các bạn có thể là thay đổi, sửa chữa ngay lập tức luôn trong phần dự thi tiếp theo của mình được không? Dạ thưa anh, là ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây thì em cảm thấy các bạn rất là đẹp, rất là tỏa sáng. Nhưng mà đúng như anh Tình nói là đôi chút các bạn thì rất là sợ vì ở đây rất là đông các khán giả. Và chính vì là bạn hơi rụt rè một chút, hơi mất bình tĩnh, mất độ tin một chút. Nhưng mà em tin là phần cho một dạng hội là một chương trình rất là lâu chưa mà thể hiện cái sự thanh lịch, bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng mà rất là đẹp. Thì em hy vọng rằng là ngày hôm nay khi mà các bạn đứng trên sân khấu, có thể là khi mà ở phía trong khán nhà các bạn rất là nhiều lo lắng, nhưng mà khi mà em muốn các bạn stand by đứng ở giữa sân khấu thì các bạn hãy cười hoặc là rạng rỡ. Bởi vì hiện nay thì em ngồi đấy, em cũng như là Vali có nói với nhau là ngày hôm nay bạn nào cười rạng rỡ nhất, bạn nào sáng nhất thì sẽ được chú ý nhiều nhất. Và em rất là hy vọng rằng những người này em nói là cho dù các bạn có lo sợ, các bạn có hồi hộp đi chăng nữa thì hãy nở một nụ cười thật tươi. Em tin chắc rằng sẽ chiếm trọn hết tình cảm cũng như là trái tim của ban giám khảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế nhưng mà hãy luôn suy nghĩ chia sẻ một điều đúng không? Nhưng mà hiện thực hóa và sự chia sẻ đó trên sân khấu, ai muốn Khánh Vân lên đi mẫu cho tất cả đại diện vô cùng xinh đẹp sẽ đi trình diễn thử cho tất cả chúng ta xem luôn. Xin mời. Tại vì hôm nay ba cô gái của chúng ta mặc ba bộ trang phục dạ hội vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp và đúng cá tính của bản thân mình.
sẽ giữ được những con lửa bằng những con tay lớn để ủng hộ cho top 18 của Miss Success được không ạ? Và ngay bây giờ, trước khi đến với phần dự thi trang phục dạ hội, phần thi cuối cùng của những thí sinh của chúng tôi, ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần trình diễn của ca sĩ khách mời từ tối ngày hôm nay. Xin chào một chàng trai vô cùng điển trai, những con trình diễn vô cùng bốc lửa đầy năng lượng, Ali Hoàng Dương. Giám khảo như tất cả các bạn học sinh thân mến của trường Hương Tết chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Bởi vì ngày hôm nay là một trong những cái dịp mà Ly được quay lại trường và rất là hy vọng sẽ mang lại cùng cả những cái cảm xúc thật là quý giá nhất cho tất cả mọi người. Phương sinh anh biết sao đời như thế nào, anh đã phải cố gắng để sống một cuộc sống. Bây giờ mình hát một câu nào đó bằng tặng yêu cầu được không? Tặng yêu cầu, anh đi sát chơi một đoạn đó thật là hay cho tất cả các bạn hôm nay. Bao nhiêu? Thật ra nó là như vậy. Em vừa ra bài hát mới đó anh. Bài hát luôn. Vừa lên MV luôn á mọi người. Bài hát trong nhạc phim Bố Già Điện Ảnh à. Một ca khúc của Phạm Hồng Phước, nhưng mà cái lời mới thì được viết lại bởi anh Trấn Thành. Và bây giờ mình dành tặng mọi người một câu, xong rồi Ali rút lui nha, bởi vì chương trình còn rất là dài. Nếu mà Ali kéo dài thời gian thì rất là tiếc. Ok, ok, chơi. Hổ tay cho Ali. Okay. Bài hát mới nha, nhớ về share cho Ali Hồng Vinh nha. Có nhiều lúc lang mang, con giận cha lắm, chắc khó cho con nhận thứ như bao bạn thân. Bao nhiêu tối sinh nhật chẳng được quà dù chỉ một lần.
thế những thứ cho tặng là cái thanh xuân. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu được thì ngày hôm nay về sẽ nhận được thật là nhiều share từ tất cả các bạn học sinh, sinh viên cũng như là ban giám khảo và quý nhà trường được không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và hãy cùng đến với phần tiếp theo đó chính là dự thi dạ hội của trường chúng ta ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.